Có thể bạn không tin, nhưng đây là cách mà một kẻ sở hữu khả năng hủy diệt chào đời. Một người phụ nữ đang chạy trong mưa, ngờ đâu lại bị sét đánh trúng một cách thê thảm. Chờ khi cô ấy được đưa đến bệnh viện thì tính mạng đã nguy kịch rồi. Nhưng cô ấy đã sinh con một cách thần kỳ trước khi chết. Người bố chạy đến nhìn thấy đứa bé xong liền suy sụp. Vì đứa bé rất khác thường, cả người bé trắng như toát, không có một cọng lông. Bác sĩ nói bé trai này bị bệnh bạch tạng bẩm sinh. Người bố không chịu nổi đả kích, liền quay người bỏ lại bé mà đi. Nhưng mọi người không hề để ý điện não đồ của đứa bé gần như lấp đầy toàn bộ tờ giấy. Điều này có nghĩa là đứa bé này có IQ vượt xa người bình thường. Sau đó cậu bé được ông nội nhận nuôi, vì tướng mạo kỳ lạ nên cậu ta đã bị sống ở tầng hầm suốt 18 năm. Mãi đến hôm nay khi ông nội qua đời vì bệnh, một chú cảnh sát đã dẫn theo một chuyên gia bước vào căn phòng này, ý định giúp đỡ cậu bé. Nhưng họ cũng nghe nói cậu bé này đã 18 năm không thấy mặt trời, cũng chưa từng tiếp xúc với bất cứ ai, thậm chí nghi ngờ cậu bé đã thành dã nhân. Anh ta bảo mình tên là Jack. Trong quá trình trao đổi, chuyên gia tâm lý phát hiện Jack nói chuyện rất lưu loát, cử chỉ lễ phép, hoàn toàn không giống người chưa từng đi học. Chuyên gia thấy trên tường có sách, liền tìm một quyển ít được để ý nhất rồi hỏi anh ta, cậu xem tất cả sách ở đây rồi ư? Như Jack không trả lời, mà bảo chuyên gia chọn đại một trang nào đó. Thế là chuyên gia lật đại một trang rồi bảo trang 216. Sau đó anh ta lại có thể đọc thuộc lòng từng chi tiết trong đó, chuyên gia càng nghe càng giật mình. Không chỉ không sai một chữ, mà còn rất lưu loát. Đáng sợ hơn là hai bên tường tầng hầm có ít nhất hơn 1000 quyển sách. Jack bảo anh ta đã thuộc hết nó. Chuyên gia nhận ra chàng trai này là một thiên tài, nhưng không ngờ IQ siêu phàm chỉ là một trong những siêu năng lực của Jack. Khi anh ta đến bên ngoài, thì toàn bộ xe hơi gần đó đều tự nhiên kêu lên. Cảnh sát trưởng kinh ngạc phát hiện trên nóc nhà của Jack được lắp đầy cột thu lôi, thật sự rất kỳ lạ. Sau đó Jack đã bị đưa đến cô nhi viện. Nơi này là đều là những thiếu niên không có nhà để về. Jack vừa đến nơi này, thì những chàng trai khác của cô nhi viện đã bắt đầu cười nhạo tướng mạo của anh ta. Thậm chí còn mắng anh ta là quái vật. Lúc ăn trưa, một tên ác bá đã đến kiếm chuyện với anh. Ác bá không chỉ mắng Jack là giống quỷ hút máu, mà còn lấy một cái thìa ép anh móc nó trên mũi để sỉ nhục Jack. Mọi người đều mong chờ xem kịch hay, nhưng không ngờ lần này họ đã trêu nhầm người. Chỉ thấy Jack bình tĩnh nhận lấy cái thìa, sau đó dùng ngón tay xoa nhẹ, và ngay sau đó, những chiếc thìa trong nhà ăn đều bị hút hết về một chỗ. Mọi người trong nhà ăn nhìn cảnh này đến ngớ người. Mà đây chỉ là siêu năng lực thứ hai của Jack. Sau khi chuyên gia nghe nói, thì đã đưa anh ta đi kiểm tra. Nhưng kết quả kiểm tra lại không hề có vấn đề gì, chuyên gia không muốn nhìn thấy người tài thế này bị bỏ lỡ. Thế là liền tìm một ngôi trường cho Jack, còn đưa anh ta một cặp kính áp tròng màu xanh. Hy vọng sau khi Jack tiếp nhận giáo dục, sẽ nhanh chóng hòa nhập xã hội. Nhưng không ngờ ngày đầu tiên nhập học thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong tiết học vật lý, chàng trai đã sắp chịu hết nổi. Anh ta dùng tay trái siết chặt góc bàn, cả người bắt đầu run rẩy. Sau đó cây bút máy bên cạnh lại tự động xoay không ngừng, thì ra thầy giáo đang làm thí nghiệm điện lực. Mà anh ta đã sinh ra phản ứng với dòng điện trên thiết bị. Sau đó cảm xúc của anh ta càng lúc càng kịch liệt, dòng điện cũng càng lúc càng mạnh. Đột nhiên một luồng điện bắn ra, xuyên qua tất cả mọi người trực tiếp đánh vào trái tim của Jack. Anh ta không bị điện giật, ngược lại lại bị dòng điện hút mạnh. Dòng điện đã nhấc bổng anh ta lên không, thì ra đây là một trong những siêu năng lực của anh ta. Năng lực hấp dẫn dòng điện, thầy giáo vội bước lên kiểm tra. Khoảnh khắc anh ấy chạm vào người chàng trai, thì lông trên tay anh ấy bỗng dựng lên hết. Cứ như có một luồng điện xuyên vào cơ thể, mà anh ấy lại cảm nhận được sự hưởng thụ chưa từng có, thậm chí thật lâu sau vẫn chưa thoát ra được. Không lâu sau đó cảnh sát trưởng đã đến thăm Jack, bác sĩ lại nói chàng trai này chẳng bị gì cả, không hề có dấu vết gì từng bị điện giật. Jack trở về trường, nhưng lại có rất nhiều chuyên gia ngồi chờ anh ta. Một người trong đó lên tiếng trước, ông ta nói sau khi kiểm tra phát hiện cậu là người thông minh nhất thế giới này. Nhưng nhìn kỹ thì trên mặt ông ta hơn hết là khinh thường và chế nhạo. Jack cũng nhận ra những người ngồi đây nhìn anh ta như nhìn một con quái vật. Ở trường học là thế, ở cô nhi viện cũng như thế. Anh ta chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào trên đời. So với con người gian ác, Jack thích ở chung với động vật hơn. Nhưng hôm nay anh ta đã phải tận mắt nhìn thấy một con nai bị giết hại tàn nhẫn. Là một gã cảnh sát béo dẫn theo một đám ác bá đến săn bắn. Nhìn chú nai nằm thoi thóp, còn gã cảnh sát lại tự tin nói mình bắn thật chuẩn xác. Chú nai này sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Jack nghe xong, thì từ từ đặt tay lên người chú nai. Sau đó anh ta nắm lấy tay gã cảnh sát béo, anh ta lấy mình làm cầu nối, khởi động siêu năng lực thứ tư cảm ứng. Lúc này đau đớn tột cùng trước khi chết của chú nai đã được truyền qua người gã cảnh sát béo. Phút chốc gã ta nằm co rút dưới đất, cảm giác đau đớn, kinh sợ và tuyệt vọng làm gã ta đau đớn như chịu đủ tra tấn. Gã cảnh sát béo hoảng loạn bỏ trốn, mà Jack cảm ứng cho người khác, thì anh ta cũng cảm nhận cùng nỗi đau tương tự. Nhưng trong lòng anh ta chỉ có sự thương cảm với chú nai. Từ đó về sau gã cảnh sát béo không còn săn bắn, thậm chí không đụng vào súng nữa. Và anh ta đã cảm nhận được sự đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng ùa về.
Sau khi cảnh sát trưởng biết chuyện này đã lập tức đến tìm Jack, muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Thì ra vợ của cảnh sát trưởng bị liệt đã nhiều năm, không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy. Nhưng ngày nào trên mặt cũng lộ vẻ đau lòng, cảnh sát trưởng muốn biết vợ mình còn có chấp niệm gì. Jack đến bên giường người phụ nữ, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán bà ấy, cảm nhận từng câu nói trong trái tim bà ấy. Sau đó anh ta nói với cảnh sát trưởng, người duy nhất bà ấy không thể từ bỏ chính là con trai của họ. Nhiều năm qua, quan hệ của cảnh sát trưởng và con trai luôn rất tệ. Bà ấy hy vọng hai người có thể làm lành, sống bên cạnh nhau không cô đơn nữa. Như thế bà ấy cũng có thể yên tâm ra đi. Cảnh sát trưởng khóc đồng ý. Không lâu sau người vợ đã nằm trong lòng ông ấy và mãi mãi ra đi. Con trai nghe tin tìm đến, nhìn thấy bố rưng rưng nước mắt, phút chốc anh ấy đã hiểu rõ tất cả. Anh ấy gọi tiếng bố đã nhiều năm không gọi, sau đó hai bố con ôm chặt lấy nhau. Jack nhìn cảnh ấm áp bên dưới, lòng vô cùng ngưỡng mộ, ấm áp của anh ta đang ở đâu. Nhưng hôm sau có một cô gái đã chủ động chạy đến bắt chuyện với anh ta. Cô ấy là người duy nhất trong trường không xem thường anh ta. Thì ra dịu dàng vẫn luôn ở bên cạnh anh, đây là lần đầu anh hẹn hò. Nhưng cách anh nắm tay cô gái rất đặc biệt. Anh ta bảo cô gái giơ tay ra, mình thì dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào. Khi hai tay chạm nhau, phút chốc cô gái cảm nhận được luồng điện xuyên qua người. Thì ra đây là năng lực đặc biệt của chàng trai, giờ họ đã có thể nhìn thấu được suy nghĩ của nhau. Họ như tri kỷ đã quen biết nhiều năm, họ bắt đầu kể tâm sự của mình. Thỉnh thoảng, tôi chỉ muốn thoát khỏi bản thân. Khi cô gái đang từ từ đến gần, thì đột nhiên bố cô ấy xuất hiện cắt ngang. Sau đó ông ấy đã kéo cổ áo rách, rồi không ngừng mắng chửi. Mắng anh ta là quái vật, không khác gì dị vật. Đúng lúc chuyên gia đã nhìn thấy cảnh này. Cô ấy vội chạy lên ngăn cản, người đàn ông buông rách ra, nhưng vẫn buông lời khó nghe. Bảo cậu là rác rưởi, hãy tránh xa con gái tôi. Cứ thế mồi lửa tình yêu của Jack còn chưa nhen nhóm thì đã bị dập tắt. Sau khi trở về cô nhi viện, anh ta bắt đầu thu dọn đồ để rời khỏi nơi không thuộc về mình. Không ngờ lúc sắp đi, anh ta lại gặp lại ác bá. Hắn ta giật mũ của Jack, còn lôi Jack ra bên ngoài, lột hết quần áo của anh ta để sỉ nhục trước mọi người. Ngờ đâu Jack bị áp bức đã lập tức bùng nổ, sức mạnh trong cơ thể anh ta phút chốc đánh bay đám lưu manh. Tim tên ác bá thì trực tiếp ngừng đập, lần này tiêu rồi, mọi người đều hoảng sợ không thôi. Nhưng Jack lại từ từ bước qua, anh ta cúi người đặt hai tay lên ngực ác bá, tận dụng luồng điện trong cơ thể mình để giúp tim ác bá đập lại. Một lần, hai lần, ba lần. Mọi người nhìn đến ngẩn người, cuối cùng ác bá cũng đã được cứu. Làm xong mọi chuyện, Jack đã rời khỏi nơi này, trở về ngôi nhà trước đây của mình. Trở về căn hầm anh đã sống 18 năm, có lẽ chỉ khi ở trong căn phòng nhỏ hẹp này anh ta mới có được cảm giác an toàn. Chuyên gia đuổi theo đến đó, bà ấy hối hận vô cùng. Hối hận vì không nên dẫn Jack rời khỏi đây, hối hận vì đã dẫn anh ta rời khỏi đây lại không cho anh cuộc sống tốt đẹp. Không chỉ chuyên gia, cảnh sát trưởng từng được anh ta giúp đỡ cũng tìm đến. Nhưng lại vì chuyện của ác bá, cấp trên muốn dẫn anh ta về thẩm vấn. Nhưng khi đối mặt với Jack, phút chốc ông ấy đã quyết định. Ông ấy ném bộ đàm trên tay đồng đội đi, rồi nở nụ cười. Ông ấy quyết định thả Jack rời khỏi đây, cuối cùng sự tốt bụng của Jack đã được hồi báo. Mà lúc này bầu trời lại đột nhiên có tiếng sét, dường như Jack đã cảm ứng được gì đó. Anh ta như đã nhận được lời kêu gọi gì đó và chạy về phía xa. Anh ta mở rộng hai tay, để lộ làn da trắng như tâm hồn thuần khiết của anh ta. Dường như ông trời cũng cảm nhận được anh ta. Sau đó một luồng sét đã nối kết anh ta với bầu trời, lúc này anh ta như một chú chim ưng mạnh mẽ. Mà phía trước chính là lối về của anh ta. Cuối cùng cơ thể Jack phát ra ánh sáng chói lóa, anh ta biến thành một luồng sáng và biến mất giữa thế gian. Có lẽ anh ta vốn là đứa con của ông trời, 18 năm trước là một tia sét đã đưa anh ta đến thế giới, 18 năm sau anh ta cũng rời khỏi bằng cách tương tự. Có người nói anh ta là thiên sứ đến trần gian đọa kiếp. Cũng có người nói anh ta đã nhìn thấu thiện ác thế gian, cuối cùng biến thành luồng điện và tồn tại ở mỗi góc trên thế gian. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm like video ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.